Không sao đâu. Đó dép, xuống cái lùi dép. Còn chết nữa không? Nhớ rồi sư phụ. Mất hả? Nhớ rồi. Rồi được, em về được này. Em là học sinh ở đây này. Yeah. Em thường lên đây vận động học sinh. Yeah. Bỏ học đấy. Còn về trường em đi điểm trường cũng cấm là khi này em gặp anh ở dưới đường Hồ Chí Minh đấy. Yeah. Nên là từ trường một tháng là em lên đây 3-4 lần. Nếu học sinh em bỏ học đấy. Nếu học sinh ở đây anh bỏ học là em phải lên đến đây em vận động nó về. Nên em bạn mà bên suối bạn nó có máy máy hộ bên cái hồ suối bạn. Dạ bên kia khoảng 20 mấy hồ ở bên kia. Dạ họ ở phía bên này rồi họ lên đến đây. Dạ em cũng không nhớ chính xác được. Nhưng mà em hỏi trưởng bản là hồ này là gồm 120 hồ. Dạ, dạ, có trường bàn ở bên này luôn. Dạ. Em ở điện trường bàn đấy. Bạn bên này phải không? Dạ, trường bàn ở bên này. Dạ. Nên là em biết được ông bao ở đây họ rất là kinh. Đây là như dân tộc mà đúng bên kêu á. Xong rồi. Đó. Kêu một cái xe cũng thôi, nó chở mọi đứa nữa đi phê xích rồi thấy xe của anh đậu cái đó là hai đứa đi xuống băng qua xuống đi rồi qua lại với anh cũng kịp. Thôi cả nắng chị là dính hợp lôi quá đấy. Bên em là vào đây với ba con này. Con mùa hồ lá hốc rồi qua
Giờ nói lấy tới xíu có hai người nào nhà chú dắt cho đây, dắt qua bản mình. Có hai người bên bọn nữa thôi. Dạ. Rồi dắt qua bản mình chút xíu. Ha. Đây. Bên nào? Cho anh đi trước đi sư phụ. Anh biết đường để anh đi trước đi. Con sâu tới đâu? Con sâu tới đâu anh? Chỗ nào cạn? Chỗ nào cạn? Bên đi anh, đi qua bên đây. Bên nào? Khi lên đợi chị lên nội cỏ hai em đi qua ô lấy chỗ xe em á, là nói hai em dừng hai em về đây rồi đi qua cho em với. Đi đường này, đường đây thì đỏ chạy mình lắm, mình tối đấy. Đi đường nào? Đi đường bên nào? Dừng mình đi đấy. Đi đường bên nào? Dạ dạ. Hồi xưa trước á, trước cái lù lại đi đường này. Đi chạy xếp. Dạ. Chị ơi, từ một ban ai đến giờ đây thì đòi 20 dần với vậy à? Đó. Rồi 20 dần đi bố này, đi qua bên bàn đó. Nên nói chị, quá đi, không biết chưa đấy. 20 mắt ảo đen rồi. Đến đứng bây giờ sai mất. Bây giờ họ quá dám với hết. Đúng không? Dạ, chứ mình đi ngày nay đó, mình quá quá. Đi đường này à? Đây à? Đi, đi. Quá wow, nó chạy xiết lắm á sư phụ ơi. Từ từ ở đây nha, nó chạy xiết lắm nha. Nhớ rồi sư phụ. Mất hả? Nhớ rồi. Rồi. Mày nhé, mày nhé. Chở hai sư phụ mang đi. Em đi chơi không? Thôi bán đi. Chờ bạp ạ. Dạp anh này anh ốm nữa, anh nhẹ nữa, dễ trôi. Đừng lấy con đôi mấy người nữa à. Nhân đi luôn à? Đã mấy chị kia qua luôn. Mời mình lên kia luôn. Họ ở là bên đây này. Bên đây một khóm này. Rồi là ở cái ngón này một khóm ở bên kia này. Ờ, thế không phải là họ ở, không phải họ ở tập trung. Chú bộ em gái cái điện thoại này cho chú. Dạ, nắm ấp. Mới đây em. Ướt hết trơn, em ướt cái ba lô luôn. Em ướt cái ba lô luôn. Túi đeo em ướt luôn. Con nói thứ bảy à? Dạ không. Ở đây chạy nè, đi ngõ này. Đó. Hả? Ở đây nó chạy xiết nhưng mà nó có sâu. Ở dưới kia nó chạy cũng xiết còn sâu nữa. Đây chạy mạnh á. Ở sao mình không cắm cái sợi dây từ bên đây qua bên kia để cho người ta bà con người ta đi qua. Hả? Dạ, chắc là họ biết quên. Ta cắm hai cọc dây đi cho nó đỡ nguy hiểm, lỡ mà nó nước cao mà nó trôi chỗ này nó không. Để mình ai đi được anh Hòa cho tôi trượt. Hả? Lấy lên đây. Lấy kia.
Nó có lên tới trên đồi đó hả? Dạ, lên đó đó, để nữa. Đó, lấy ngon ký á. Dạ, nhập lên tới trên đó luôn. Dạ. Đấy là đâu nguồn của sống Kiên Giang này. Đấy hả? Dạ. Em có bị ngực lắm. Em này em đi cái này hả? Đi ngày nay đường hết. Đi đường này đã hơn nè, đường này cạn hơn. Đây bên kia đó chứ. Đây bên kia ông nha, còn bên kia nè. Bên kia có... Bây giờ mấy kia vô sao đi lên cho nó được. Đi. Được, được, bánh cái này là dần được. Bánh cái này là dần được, chứ sao rồi. Đi vông lên đó thôi. Anh ơi, cầm được cái máy rồi, rồi ổng đứng. Rồi, được. Dạ, trưởng bàn đi ra ngoài cái chỗ nữa đó. Ông kêu trưởng bàn quay vô lại đi. Sao ơi, à, sao ơi. Chưa nói chuyện xong rồi tôi vô. Trời, chỉ có ẩm nhỏ đi qua hả? Dạ. Sao không có đi khúc trên đây nó cạn nè, đi chi dưới ướt. Bên này còn hơn, bữa bên đó chạy mạnh lắm anh ơi. Bữa em có qua một lần, cả hai mẹ con rớt xuống luôn. Té luôn hả? Hả? Ồ. Ôi, bữa bên nước còn to. Nhưng mà em thấy trên đó nó cạn mình dễ đi hơn. Ừ. Mình đi từ từ qua. Nước đó thì một hộ ba chai, hai chai. Rồi lấy còn dư như là cho lại trưởng bản trưởng thôn rồi đó, cho người ta ăn cho. Nha. Trong này có bao nhiêu thôn? Dạ. Trong này có bao nhiêu thôn? Bao nhiêu hộ á, bao nhiêu hộ? Bao nhiêu lộn, xử lỗi, bao nhiêu hộ? Dạ, 26. 26 hộ đúng không? Nghe, nói đi, nói đi. Tôi thì là đi về hướng nào ạ? À, đi... đối diện cái đầu xe có con đường nó đâm thẳng xuống suối á, hỏi người dân ta là chỉ xuống đây rồi anh đang đứng bên bờ xuống bên đây tụi em băng qua rồi gặp. Ủa chú hộ từ nào chú hộ ra? Chương trình phát quà là anh sao chú? Chương trình phát quà thì mày đứng ở ngoài đợi đi chút xíu tao trong này rồi tao ra. Còn sáu chạy chỗ đầu xe anh đâm thẳng có cái đường hẻm đâm thẳng vô đi thẳng vô và quẹo tay trái thấy cái suối liền anh đang đứng bên bờ suối bên đây. Dạ dạ dạ. Là dần dần qua cái đường thầy Quảng á, tại đó gặp dân nó đừng đó là nói dần qua bên thầy Quảng đi là họ biết đến đó biết em. Hỏi người dân á, kêu á, dẫn qua thầy Quảng, thầy Quảng bên bờ suối bên đây dẫn vô giùm. Để ta đi bộ vô. Dạ đi. Trưởng thôn à? Dạ đấy là trường bản, còn đấy là phụ huynh của em. Có hai ba đứa học dưới chỗ em á. À. Dạ. Chứ thấy thế, giống như chúng nó phạt qua vì em điền thỏa thuận cho phát nếu mà anh em thờ tủ á. Không, đợi anh đi ra luôn. Đợi anh ra là bên phạt không sao. Tụi anh đi, tụi anh phát tối hoài. Sao? Để anh vô anh xem cái sổ nhà trong này thì anh nói thấy nói 120 hồ. Nên đưa máy anh quay lên ở vùng đó tiếng đủ. Anh nói ở bên kia này nè. Thì bên kia nè. Ở trên kia này nè. Bên sớm lấy cái này chứ mà xe bị lây quá. Lây nó cái chỗ đường bởi á, đường đắp á. Em đứng đây đợi mấy người kia mà anh nha. Anh em này dắt anh vô trong. Dạ dạ. Dạ dạ. Đây rồi, hai anh em vô đây. Vô chưa? Dạ vô đây rồi.
Anh xuống rồi chú. Anh đi với em luôn là chắc chắn. Nói chuyện chí nữa. Với ba con ở đấy là thân tin với em cả. Không có mấy bà con bản làng đã vậy thôi. Dạ. Tại tôi ở đây gần 2 tháng rồi. Từ lúc mà tôi mở số 5 tới giờ rồi tôi ra ngoài đây tôi đưa cho nô đi cứu hộ với con như mọi người. Rồi đi cứu trợ cho bà con. Dạ. Lâu rồi mới tới đây lần đầu. Đi từ ngoài hè tỉnh vô tới trong dưới này luôn. Ngày mai chuẩn bị qua trời đây, chuẩn bị vừa để giúp bà con mình mở. Dạ. Bây giờ bởi vì nguyên cái bà quân của mình đi rồi, cũng dễ rồi, là nhiều nhất. Bây giờ là trụ lại ở miền Trung này lâu nhất. Em là vừa được lù. Đi thẳng qua bên em nha. Trơn luôn á nha, trơn luôn á nha. Nó chạy xước qua đi lại rồi, chết. Trơn nó mạnh như thế này. Ờ, nó chạy xước luôn á, em bung đôi dép luôn à. Mất đôi dép rồi à? Mất đôi dép luôn nè. Vì quá mình còn. Nó chạy xước luôn á nha. Ồ, nó chạy xước á. Lạnh như vậy. Má anh lộ biển chưa lộ suối đúng không? Nhưng dập người này nó không có tỉ cừ. Rồi sao đứng luôn rồi. Đi nè. Được rồi. Ơi, cái đã ai đảo phi không kìa. Có ai không, có ai xuống đảo phi không? Sáu ơi. Ê, đi theo số vụ. Sau một lúc lội suối, Vinh thì mất tiêu đôi dép. Máy này thì bọt lắm, lấy. Lên đây. Ờ sư phụ. Tới ông Phi về mà nãy xui ông Phi qua suối xem xíu nó tạt lọt giống em nãy luôn. Ờ à, vậy nó đi nó quẹ nó đi mấy cái suối này qua đi cái đừng có đi ngang người ra nó cái bảng nó lớn con suối nó đẩy mình đi. Đi xéo xéo như vậy nè. Rồi. Xéo rồi nó lượt nó lướt nước nó đi trẻ đi ra đi qua được. Mà đi suối dở chân lên. Đi suối á, đừng có bước giống như mình dòn vậy đó. Dở chân hỏng lên luôn rồi trọt xuống. Ông Phi này ông đi qua không nổi, ông đứng rồi. Thêm nổi là tại vì nó đi giống như đi trên bộ vậy là không được. Đi xuống là dở lên. Dở chân lên đó. Đây là mới trong dâm đấy, không có chắc cái răng khôn đây. Dạ. Bị nước ngập lên hơi hết hả? Ở đây là nạc nên nó đem đi hết. Trong lên vẫn được, anh sổ đi luôn. Đi luôn, nó không cho sạch được thấy đây. Cái chỗ bên có cái thuộc nhỏ mắt lấy đấy.
tốt đó là nó không có ấy nữa. Em hôm qua trời nhấn khoảng việc làm cái việc đó chưa đấu thì mắt anh rất cao lắm. Dạ. À đấy mình được lấy nắng bị cháy mố đó không này. Đấy hả? Dạ. Mà được thằng Duy nói thì trời chạy lùi cả đếm này. Được anh lên thầu đấy đấy nè. Lên tới đây hả? Dạ. Ba con là chạy lù lắm người chạy đi mua nữa này. Có chừng bánh kem. Đây anh này, nhà bên kia thấy chưa? Đây mấy nhà bạn nó bên kia. Dạ. Dạ. Chùa khu này giống như được lập bên nữa đó là chùa. Đúng rồi, nó giống như cái ốc đảo hả? Ừ. Anh cách cái mấy cái lối bên kia nó là một cái thung lũng dòng chảo của cái suối. Cái đây còn nước suối đầu nguồn của con sông Chiết Giang. Như vậy những người dân ở đây mà muốn qua bên đó là phải lội con suối giống như mình. Thì đúng rồi. Nhưng mà ở đây không biết sao. Họ phải đóng hai cái cọc, hai đầu. Dạ đúng rồi. Đóng hai cái cọc, người ta thả dây qua. Ta làm cầu keo. Làm cầu keo này giờ xã làm nó như. Đây anh. Coi nha. Chào chị. Ừ. Dạ. Đi ăn cơm chưa? Chưa. Ồ. Nhà đi đâu hết rồi? Nhà chị đi đâu rồi? Ông biết mô đi chơi. Đi chơi rồi hả? Ừ. Nhà ông bao nhiêu người? Năm, sáu. Sáu người? Sáu người lớn. Sáu người lớn. Ờ, chị mấy đứa con? Bốn. Năm. Bốn. Ở nhà mình làm gì? Làm nương làm gì? Làm nương. Làm nương à. Ở bữa nước nó ngập lên có tới đây không? Nước dâng lên tới đâu? Nước tới đâu? Tới này bực lửa đó. À, tới cái nhà sàn ha. Ờ, này chỗ vạt sàn. À, vạt sàn nó đó hả? Ờ. Đây, đây, đây nước dâng từ cái giếng đấy nè. Tới này giếng đó. À. Bên này. Kiếp ấy. Kiếp, kiếp hả? Rồi, rồi mình, lúc đó mình sống sao? mình sinh hoạt như thế nào? Sinh hoạt của cha cũng vất vả lắm. Ừ. Ừ. Nhà chỉ có làm nương thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Chắc làm nương. Ở trong này còn bao nhiêu người đó? Lâu anh. Loan, đây là hỏi trung bán đấy nè. Loan là cái bằng nhiêu. Ừ. Dạ, tiếng địa phương là gọi loan, con mình là gọi nhiêu đấy. Loan là nhiêu. Dạ, loan là nhiêu, dạ. Cảm ơn. Loan là nhiêu. Chút nữa quay nha. Ừ. Rồi, bye bye. Trời ơi. Sướng. Rồi, đi vô trong kia. Cảm ơn nha, chút nữa. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Rồi. Bé con đó không mà đi không có lên đây này chơi bao nhiêu đang ngồi sao treo lâu nhiều thế đồ treo quá trời luôn. Ờ đang nấu gì á? Nạc. Ừ đồ nếp hả? Đây bà con người bạn đang ăn rồi à, bà con ăn nếp con nè đó thấy không đó đây là nếp. Cho xin một miếng nha. Cho xin miếng nha. Wow, nóng quá. Ây da, nóng quá. Mới nấu chín. Nóng quá. Chút xíu quay ra nha. Dạ. Coi nhà trong gì rành trâu. Đi đây, xuống. Đi vô bên kia. Ba con đi qua bên kia, cử người đi qua bên kia. À, kêu, ở đây hai mấy hộ. Hai sáu hộ ha. Kêu hai sáu hộ đứng tập trung bên. Dạ rồi, tập trung bên đòi mình qua bên nhà trường bên. Bên cái chỗ mình bỏ xe. Dạ ha. Dạ, họ lùi qua bên kia đấy nè. Rồi. Cái này em điền cho anh nói về em điền cho anh trưởng bản là anh trưởng bản thông báo cho họ qua đó. Dạ. Dạ.
Ôi cái nhà này sao không dơ lên trên, ở trung bị nó sạc xuống như cái dọc thôi. Muốn ngơ lùa lên nhìn đôi đấy nè. Ờ. Dạ, cái đôi nhà sạc ở dưới cái vật thẩm rồi. Vừa lên từ đấy à, được lên đấy không? Được không? Xin chào. Dạ. Đôi nhà nguy hiểm quá. Ở đây là khu vực bếp. Dạ, bếp. Đó. Đi ha. Dạ, tiền đấy. Đấy. Kêu họ đi lên trên kia hết rồi hả? Dạ. Ồ. Đây mấy căn nhà đây. Ồ. Ai đâu? Trời ai đâu đây? Ông đâu? Xin chào. Ôi ông bệnh rồi. Ừ. Nhà này có mấy người? Dạ hỏi trường bệnh. Hai người. Hai vợ chồng già hả? Dạ không trẻ. Trẻ hả? Mà bệnh một người. Một người về quán kia nè. Dạ. Người vợ đi qua bệnh hả? Dạ. Dạ. Qua nghe nhìn qua đó. Qua đấy. Bây giờ là 4 giờ rồi rồi. Dạ. Đi ra ngoài kia hồi là trễ. Tưởng có bà con ở đây. Chắc họ qua bên kia khi em gọi điện quá đấy, điện quá anh VN bảo là mình cho đủ qua và em thông báo về trường bản cầm dân sách quá đó. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình tranh thủ qua bên đó cho quà luôn. Dạ. Và cũng trễ rồi. Dạ. Thì đó đi. Chắc đi vô thăm cái gia đình này phải. Rồi, mở cái đèn. Mở đèn nào đó. Ngủ rồi xong rồi. Cảm ơn cái. Cảm ơn anh ngủ rồi. Để cho anh ngủ được. Anh ngủ rồi xong. Ừ. Dạ. Dạ đi qua bản hả? Dạ dạ. Ở bên rồi thì mình hỏi trường bản để thăm vườn được. Kiến lửa à? Kiến lửa. Dạ. Kiến đi. Bây giờ. Dạ. Kêu anh dậy đi gửi cho anh ít tiền. Cần mình đưa cho vợ được anh, để nó bỏ đây rồi. Bên kia đông người quá sao cho. Yeah. Hiểu không? Bên kia đông người quá sao cho. Có bố mẹ đâu chứ không? Bố ở đâu? Đây à? Có anh trưởng bản đây mình gọi anh mau đại diện để nhìn anh có đường bản. Giờ mình kêu vậy thôi. Kêu gì vậy sợ anh. Anh trưởng bản kêu đi. Bây giờ cái này cho hộ này riêng không có có sao đâu. Dạ. Cho riêng hộ này ít tiền để họ uống thuốc. Dạ không, có sợ ảnh hưởng thôi. Ảnh hưởng à? Dạ dạ. Thôi, thôi vậy được rồi. Vậy thôi, thôi được rồi. Dạ. Ừ. Rồi, để cho bà con dạ, tập trung dạ. Hết luôn. Dạ dạ. 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 Bây giờ mình lội suối về nữa chứ. Giờ lau sủi về thôi. Chào chú. Ăn cơm chưa? Chú ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi đi làm thằng nhà. Là đi làm à? À, chú, à, ở nhà mình có bao nhiêu người chú? Hai người. Hai người. Chú đi làm nương hay sao? Làm nương không có nhà này. Dạ. Yeah. Xong bị cụt tay. Ừ. Dạ dạ. Dạ dạ. Vì năm bài bà. Dạ. Thôi chúc mạnh khỏe nha. Dạ. Kiến trắng. Kiến trắng bọn này. Chú vô nhà lại. Lại chú vô nhà. Chú sao nha. Ủa nhà mình có ai đi ra ngoài nhận quà chưa? Có ai qua nhận quà không? Đó. Ủa sao hộ này không có người đi mà? Dạ có đó, có... Còn một ba đi có rồi. Mê đi rồi. Kiến lừa căng qua chơi. Kiến, kiến ở đây mà kiến... Kiến, kiến lừa, ở đây kìa kiến lừa đấy. Kiến lừa. Cầm cầm đi, xuống bụi lên. Kiến quần lên, phục má ơi. Bỏ cái điện thoại vô, ấy, hồi anh ấy à. Ướt, ướt, ướt.
cái nước rồi luôn, bỏ vào bên bao lâu sư phụ hết luôn á. Mở bao lâu sư phụ bỏ vô. Bao lâu nữa hết luôn rồi. Đem mua chúng ta. Cho nhung nhờ. Tại bây giờ tổng cộng là 120 hộ hả? Dạ. 120 chú Phóng này. Ừ. Rồi bữa hôm qua tôi kêu mấy đứa hỏi tổng cộng bao nhiêu hộ không có báo chính xác. Gặp sáng nay đi không có rút tiền được. Gấp gấp rút đi. Cái gì đi trong đâu? Dạ. Cái gì trong đi trong đâu? Cái ngu. Dạ. Đừng có lủi vô trong mấy đó, đi ngoài đất á. Rồi sao ta? Trình đủ đây là mấy ống mà 6-7 mét tuổi là chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có cái mực nước như thế này. Dạ. Do những người mình thả rừng. Dạ. Nước biển dâng cao, làm đường chặn hang là nó không bao giờ mà nó hút được nước ra biển nữa. Làm đường đi cao lên, đường cổng thì nhỏ. Kéo sư phụ vô hả? Nha. Kéo sư phụ sao vô hả? Sao không? Mãi ướt nhẹp rồi. Còn ướt hết đâu. Ướt hết rồi. Rồi kiểu này mặc đồ ướt này chạy thẳng về mấy trăm cây số nữa. Trời ơi, đi chua. Rồi đi từ từ, con dốc chèn lắm nha. Dốc chèn lắm nha. Dạ. Bữa nay là ngày 24 tháng 11 năm 2020 thì Sang làm một chuyến khảo sát vô bên trong cái vùng chỉ cắt cho bà con sống gì mà đường đi thì nó khó khăn, đi vô tới đây đúng không, chạy qua tới nơi này nó cũng có mấy trăm cây, tới đây nó chiều rồi mà trong đó xe bị lúng nữa đó, một cái xe chở qua hàng cũng bị lúng cho nên nó mất thời gian. Ở đây chiều tối rồi cũng không có được đi tham quan, tối về tham quan thấy hết toàn cảnh ở bên trong. Rồi bây giờ kêu bà con tập trung ra ngoài. Ở đây có tổng cộng là 120 hộ. Đó, để phát quà cho bà con. Có đường đi anh này. Qua lại đường đi này là qua đi. Đi đường nào, đi đường nào? Đi đường này phải không? Đường này từ hết một thì tôi chỉ xấu quà. Kèm theo sang cho quà. À, nếp, với mì. Đi nhìn vô mình đó. Đi trước anh đi dưới em, anh đi lấy ra chưa? Cho anh đi trước em không? Không, bây giờ này, đi chặt này, đi trước anh đi. Cái này giống như là bà đẻ. Ở đây cái nguồn suối này là đầu nguồn của con sông Chiết Giang nha cả nhà. Đó, bây giờ anh đi được rồi. Đừng có dỡ, đừng có dỡ, đừng có dỡ, đừng có dỡ, đừng có dỡ. Chị chơi
xuống chạy xiết ghê luôn á. Đi luôn trên dưới vậy hả? Có thể đi bình đồng một tiếng đi về cuối là mà đi cái đường phủ đường non kia đường này đường này bây giờ tới đây đã đây tới đây. Ủa mà sao bây giờ không không một chốc nữa mình làm nhìn em nha, nhìn em nha con đây hả? Sang sẽ nghiên cứu để làm cái căn cà cáp cho bà con đi cho nó an toàn, rất là nguy hiểm, dòng chảy dưới là chảy mạnh cực kỳ. Sang sẽ quay lại đây sau. Giờ trước mắt hôm nay Sang sẽ không phát tiền, Sang phát quà thôi. Thì nếu mà phát tiền phát cũng không có đủ nữa. Ở đây còn chưa tới 200 triệu cho nên không dám phát tiền. Để Sang tính cách cho nó làm cái đường cho bà con chạy băng qua suối để đi qua suối. À, đường này là đường ba con sản xã hả? Nó sản xã cái ấm biết thì hả? Thì hả? Đường này nơi đường này là mình đi qua đấy đường chấm em ơi. Cái con suối này mùa mưa nó trào lên tới đâu? Mùa mưa nó trào lên tới chỗ nào? Mùa mưa năm nào cũng vậy hả? Không, bình thường á hàng năm mùa mưa là nó lên tới đâu? Cao nhất là tới đâu anh? Tới đó hả? Đây còn mang thật sạch ngang đây thôi, đi năm nay qua lớn nó tới mới tới trái nó không. Bây giờ á nếu mà vậy á nghiên cứu làm mấy cầu dây qua. Làm cầu dây qua cho bà con đi. Làm mấy cầu dây á. Dạ. Hiểu không? Cầu dây giúp cho bà con đi. Bây giờ cầu dây á là cái lòng đảo này cả trăm mét. Dạ. Thì mình cần phải hay có trụ giữa. Hai trụ giữa này mình phải làm cho nó kiên cố để dòng chảy lên nó chảy cực mạnh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Chảy cực mạnh. Cực mạnh và ở ánh đường biệt là con thương là có sắn gỗ ở trên trên rừng á là chảy về được. Cái gì? Sắn gỗ. Gỗ á. Gỗ hả? Gỗ dạ. Gỗ nó trôi theo vậy. Trôi theo đấy dạ. À. Cho mình lắm. À. Mình cũng kịp giống như giả sử mấy cây này này. À. À, giả sử mấy cây này là hành bị sỏi á. À. Bắt đầu nước về là cuốn theo luôn. Cuốn theo luôn. Dạ. Cuốn nguyên cái tảng cây lớn vậy luôn dạ. Rồi. Nên nó giữa thành phố Đồng Hới ra nó cửa biển Nhật Lê là không có cái đường để xe để cần nốt chạy nữa. À. Dạ. Rồi nếu như mình làm cầu dây. Làm cầu dây cần phải có hai cái đế giữa để nó chịu lực nó gánh lại xa quá cái dây nó sẽ thòng xuống. Hiểu không? Xa quá nó có dây nó thòng xuống. Bây giờ á nghiên cứu mình làm sao mà làm bốn cái trụ giữa mà nó đỡ lên, nó đỡ cái bụng cầu dây cao lên. Hiểu không? Còn nếu bằng công nữa chơi cầu phao. Nó xuống dần tới đâu á mà cầu phao đây không được. Gỗ nó trôi cái nó trôi nguyên nhà cầu phao trôi luôn. Đó là
nếu mà nó không bị gỗ thì đỡ. Vậy mà mấy cái kia nó trôi theo là nó đẩy nguyên cầu phao luôn. Chuôn đi. Chuôn, chuôn. Cầu gì? Cầu này chuôn, cầu đâu nữa phải nhận được làm ấy. Nhìn nguyên nó làm nổi. Câu như này nè, câu như này. Này. Câu này hả? Dạ. Đó một cái dàn câu tréo đó. Cái này cũng dòng câu tréo. Dạ câu tréo đó. Hả? Dạ. Nhưng mà nó cần cái này mà nó thẳng được vậy là do cái lòng lòng suối nó ngắn. Dạ ngắn. Còn cái này nó dài quá cái trăm mét nó đương nhiên nó phải thòng rồi. Đấy dòng ngắn. Dạ. Đâu? Cái này mua lưới cũng nhiều ạ. Dạ, lưới 40 với cát. Dạ. Còn nổ lót dán đi thôi. Dạ, còn lót vã. Cái nhẹp quá rồi. Rồi, bây giờ mời cả nhà tiếp tục để lại phát quà. Xem tiếp cái phần kế tiếp theo nha cả nhà. Lên chảnh lấy bánh chẹo ăn nha con. Chú có bánh chẹo trên đó nhiều lắm nha. Lấy cho mấy đứa nhỏ lên chảnh lấy bánh chẹo luôn nha. Dạ. Đây mấy tài xế à? Lát nữa nào chạy vô chạy xe anh nhanh. Dạ. Quần đổ giùm nhẹ rồi leo lên nữa.